Giữa cô võ đệ cũng vậy, trong tam thiên lục bá giáng lâm trần kỳ này, nghĩa là không phải mình ơn cô võ đệ đâu, chính xác cô Ngọc Hoa gặp bốn người, một người ở quận 9, một người ở Hà Nội và một người ở châu đốc mình nè, là chư lừa thế gian và cái người của nhân sinh qua. Mà cái bài của mình nó ham tiền có người khôn, người tham đi kiếm sắc khắp nơi, cái Phật của trời mất một xu, tức là cái người tham á họ kiếm tiền kiếm bạc đủ thứ mà của Phật trời một xu cũng mất nữa, để dành cho người có trách nhiệm, người có sứ mạng. Bởi vì lo lập cái kỳ này là tài chính quốc tế, mình lấy tài chính mình mới đè được thế giới, chứ nước Việt Nam mình giống như cái chai vậy nè, mà tất cả các nước thế giới mình chưa bằng một tiểu bang nữa, bằng một cái biển, mình làm gì đây? Nên chỉ có đạo đức và tư cách, phong cách của con ai dìu dắt, không ai dẫn dắt như vịt con dìu dắt nhờ gà. Như vậy thì cái đạo mẫu ra rất nhiều, thì mấy em cái căn này đó là nhiều lớn thì cũng bên mẫu hết, mà đều được xác định của nước quyền giáo chủ. Như vậy thì bà võ đệ bây giờ phân bả chánh hay tà, người nào nói chánh cũng sai, người nào nói tà không đúng. Chánh tà là tay trắng tay đen là do bả, giống như tề thiên thiện và tề thiên giả vậy. Chỉ có Như Lai mới biết làm được hay không. Cô nói nếu mà bả làm đúng là trong các vị la hán lâm phạm để mà độ chúng sinh, nhưng không có sanh. Cây là mới là không phải trong của mình anh cô võ đệ mà có bầu này, cô thấy trên bốn người à, bốn người là ở quận 9 ở Đồng Nai rất là đông, nhưng mà chỗ này là đem một cái sự như vậy gọi là có thể thánh thai, người ta nói thường nói là thai ma đó, em hiểu không? Thai ma mà nếu mà cái thai này á, là cô đã nói bà Út á, hồi đó là ba 13 năm đó em biết không, mẹ nuôi trong nhà 1 năm mà trong cái một cái người theo mà tôn nói là bả mang là thai này của Di Lạc thì ở trên cắt bả liền do cái người theo. Còn cái tới cô võ đệ này đó là cô được họp ở trên và cô lại thầy cô hỏi, nếu mà tin không tin thì duyên, cô mới hỏi thầy ơi thấm gài, cô nghe mà bên YouTube cũng nói về võ đệ quá, thầy có thể phân giải cho con biết không? Thì lên chảnh là thầy là người là thầy của cô lộng cử ra, ông mới phân giải về cái luật của nghĩa là thiên triều mà sau này lập Long Hoa Thánh Đức là của ngài Ngọc Thanh, xuống đây là được lượt qua hết tất cả một cái cơ duyên của tất cả các cái phần vô hình từ cái cõi. Cô nói là ông trời gọi là khí là ông Thích Hoàng Thiên đó, rồi ông trời là Lý Hoàng Thiên, tức là Đức Quỳnh Giáo Chủ nhận tới ông trời Nhân Thiên, ông mới nói là Lý Thiên Đình hoặc định lực sinh cơ phạm thảm họa trần gian là ông Hội Lý. Còn cái ông mà lập trên cõi trời này đó là ông Địa Hoàng đó, là lập cho nhà nước mình, tức là nằm bên thần chủ của Hồ Chí Minh đó, và tất cả cái hội Long Hoa này để mà thành lập, để lựa lọc á, thì có ông là ông đó là ông Thiên Hoàng, và cũng nói tới Minh Hoàng nên mới Địa Hoàng Thiên Hoàng, thấy giái không? Địa Hoàng Thiên Hoàng Nhân Hoàng, nên ông Thiên Hoàng có trách nhiệm, nên ông coi địa chi nhà nước từ cái binh bộ quân quản của quốc phòng của binh quân quỹ đều là trách nhiệm của ông Thiên Hoàng, là ông trời thứ ba. Thì hôm nay á, cô cũng nói bên cái cõi ông trời thứ ba này nó có ba cái, nó có bảy luồng linh tinh khí. Linh tinh khí là trên đây nè, Long Hoa Tiên Phật Đáo Ta Bà, em có nghĩ là có Tiên Phật Đáo Ta Bà không? Dạ có. Nhưng mà ngài không quên nói là tam thiên lục bá giáng lâm trần, sơn thủy môn quan bảo giấc dân, kỳ quái chờ ngài khiên nhất định, hương nồng vành hưởng kẻ tròn ăn. Với cái bài khối tình mà cô nói sáng mới cho Hoàng biết đó, là cái bài tình yêu của Đức Thầy rất là đơn sơ, mà muốn ai muốn gặp Thầy dự hội Long Hoa, cô cũng ngâm trước rồi, cô cũng ngâm lại để mà cô giải về cô võ đệ mới được. Dạ. Bài này của Đức Quỳnh Giáo Chủ nha, mà dạ, cái bài được ăn khách nhất là ta có tình yêu rất đậm nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu trang chứa trong hoàng vũ, chẳng phải yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải xây chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại mới gặp tình ta trong khối yêu. Đó là bài Đức Thầy. Còn cái bài này của cô qua. Thôi thế ta cùng nắm tay nhau,
trong nhân sự khắp đồng bào, cho dân cho nước đều hạnh phúc, xả sạch muôn người hết khổ đau. Rồi cũng nói thánh thần hay ma quỷ, cô nói trong bài thơ của cô Võ Đệ nè. Yeah. Thiên địa quỷ thần cấp khác nhau, có người theo Mỹ, kẻ theo Tàu, có người theo Nhật làm việc tốt, có kẻ theo tu giữ bàn đào. Tới cuối cùng ông thầy ông nói theo nào cũng không bằng theo tu hết á. Người tu hành nhiều kiếp được sánh lai, một kiếp nở trần mới chuyển thay, đầu thai kẻ bạo hay hiền đức, quân tử nhân tài cũng cổ lai. Cái người mà ác ôn người dữ dằn cũng là người cổ lai hết á, chứ không phải người thế gian. Ở đời sự chọn nghĩa nhân, đó là gặp đại cái là mặt mày người xưa. Nên thầy nói là nửa đường đàn lại đứt dây, chưa vui buổi hiệp tở thầy mỏng xa, trờ trắng trong giấc mộng quá, tự mình cũng tưởng như ta bên mình, giàu cho hữu ảnh vô hình, nếu ai lòng tưởng sân trình đau lai. Duyên lành gõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên ngộ vật. Như vậy thì trong kỳ đại hội Long Hoa này, tiên Phật thánh thần đều xuống thế, mà tam thiên lục bá giáng lâm trần 3600 mối đạo. Ở đó có khổng ma nè, có ác ma nè, có thiên ma. Thiên ma là hiền nhất, khổng ma với ác ma là dữ nhất. Nên trong con người luôn luôn lúc nào cũng có. Hồi xưa Đức Sĩ Đạt Ta ra đời, thì Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, thì bên cạnh của Đức Thích Ca có bà Câu Nhi là bà Du Gia Đà Na, có bà Chi Hoa là người vợ, nghĩa là sau này lấy đề bà Đạt Đa để hại Phật. Thì bây giờ giữa cô Võ Đệ cũng vậy, trong tam thiên lục bá giáng lâm trần kỳ này, nghĩa là không phải mình ơn cô Võ Đệ đâu, chính xác cô Ngọc Hoa gặp bốn người, một người ở quận 9, một người ở Hà Nội và một người ở Châu Đốc mình mà chưa lộ viện. Rồi là một người là cô Võ Đệ, thì trong mang cái bầu này tới 18 vị đó. Trong 18 vị A-la-hán đó, tức là A-la-hán mà trong cái tiền kiếp đó, chưa đắc A-la-hán là 18 vị ân cư, có đúng không? Bởi vì có tấm lòng, nên cái sát trần của 18 vị La-hán này chỉ có lòng được đắc qua A-la-hán nhưng chưa lập công bồi đức. Bây giờ cái sát này phải thuộc về cái sát địa, nên 18 vị này phải có, nghĩa là cái thực lực để mượn 18 cái bầu của nhân sinh. Đó là cái sát trần. Cái 18 vị La-hán này đắc đạo mới là La-hán, còn trước là 18 vị ăn cướp, đúng không? Như vậy thì khi mà 18 vị này có lòng mới đăng lên biển ngạn tổ, tức là Như Lai mới cho đắc là A-la-hán. Nên bây giờ có Liên Hiệp Quốc 18 nước, chúng ta có nghĩa là ba kỳ, từ nghĩa là Nam kỳ, Trung kỳ và Bắc kỳ, sau nó có thành lập trong Dân chủ, Cộng hòa và Trung lập. Nó phải có để mà thành lập lại một cái chi ngũ, cái đội của người mới, việc mới của Long Hoa Thánh Đức. Thì 18 vị La-hán này phải có sát, nghĩa là một là thần chủ là cái sát, cái sát trượt là 18 vị ân cướp đó. Trở lại, cái sát này nó hung dữ, rồi nó đánh giết, đâm chém, giật của lấy tiền nó có hết. Đó gọi là thần chủ. Rồi khi mà nó có tấm lòng được đắc đạo gọi là thánh chủ. Mới vừa thánh thôi chứ chưa được Phật nhân nha. Phật nhân là một con người em làm việc Phật đó. Như vậy thì trong 18 cái bầu chứ không phải mình ơn cô Võ Đệ. 18 cái bầu này nó thuộc về là 18 vị thần chủ được. Mà thần chủ lại là có thánh chủ nó cặp, cho nên cô thấy ăn hai trái đào là hai người. Giữa thánh chủ là thần chủ, nhưng khi sanh ra có một mình thôi, mà không có sanh đứa bé đâu. Bảo đảm quý vị luôn, cô dám khẳng định, có Võ Đệ cũng nói. Nhưng cho cái mới lạ này đó là các vị đã đắc hết rồi. Mấy mượn bà mẹ là cái bà này hồi trước là bà đã đắc đạo rồi, nhưng mà bà phải còn cái nghiệp thế gian như thế nào đó mà làm không đúng, nên ở trên mấy đài.
Đài lần này là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Nay nhắc lại héo dông cho trẻ cứ đau lưng đừng ghẻ đừng chia cả kêu lớn nhỏ và dìa. Trên quà dưới thận chớ liệt chứ phân long qua hội ân cần lo lập lập cho rồi tam thập lục nhớ. Như vậy thì em thính đi, từ cái 10.000 năm và 4.000 năm của nghĩa là Thượng Quân rồi cái 4.000 năm của Thượng Quân Hạ của Thượng Quân Trung và đây là Hạ Quân Hạ là 10.000, 2.000 năm lẻ, tức là có con số lẻ rồi, đó con số 2 nó thuộc về địa chi, con số 3 là nó thuộc là chi quan địa khách chủ nhất, đó là lâm phạt, tức là có nhất chủ lâm phạt. Hôm qua chỉ nói vậy thôi. Như vậy thì trong nghĩa là các vị này đều mượn 18 cái bầu này này của kỳ quan mới lạ. Cái này không có sanh ra con đích con gì hết, mà cái này để lành của một cái đức tin để cho người ta tung rồi. Nếu bà võ đệ này được có người vẫn vất là cắt cho bà một nơi rồi lập, đó là thờ trước là tam thế Phật thôi, không có thờ tùm lum di sát, sát là có sứ mạng, tờ thờ tam thế Phật ở kia là Quan Âm đó. Còn đó là trong đó là thờ cái tượng của Đạt Ma Tổ Sư. Như vậy thì để cho bà lợi đó, khi mà cái bụng bà từ từ á, mà bà đủ đức đủ căn thì cái xác này nó trở thành thanh tú nè, từ cái ngu dốt trở thành thông minh, rồi bà mới dùng nước như thế này thôi cầu nguyện với trời Phật Thánh Thần, cầu với hai cậu bé, tức là hai cái quả đạo tiên, giống như đó là người mà có trách nhiệm xuống đây xin với các là cậu đó, cậu bé được thôi nha, nói cũng có thể là cậu Tài cậu Quý đi, nói vậy đi, cậu thì cho uống thuốc này về hết, mà có duyên với cậu mới hết chứ đâu phải đông. Tại thầy nói tại nước sâu mà bởi gò thưa dân đông đảo là chuyện không xiết, thì các em nói một bậc thánh Phật thánh thần tiên của Đức Quỳnh Giáo Chủ có 2 triệu tín đồ tin ngài, còn bao nhiêu ta đâu có tin, phải không? Thành ra là thầy nào trò nấy, mà tam thiên lục bát giáng năm trần 3.600 mối đạo nay từ Đinh Lê Lý Trần Nguyễn bây giờ trở lại hết, mượn một khóm một cái tâm linh, một khóm hết, mà em hành thiện thì chánh chánh giáo nhập, em làm ác thì tà giáo nhập. Nên hỏi em tà hay chánh, cái người nào nói tà chánh là người đó sai. Thầy có nói câu mắt đen thấy mất trắng là Phật ma, ma Phật mới ra dở tù. Trong cái khi cái người đó xuống chưa được cái giáo dạy, cũng chưa có cơ duyên, nên người đó làm tà. Như vậy thì có một cái ân duyên được thầy hay những Quan Âm Bồ Tát thị quá lại người ta làm chánh. Như vậy thì tay mặt tay trái cũng là tay, tại mình không sửa cái mình sai. Nếu mình chịu sửa điều sai sửa, hai tay gẫm lại cũng đồng tay. Thì cái vị này á, khi đó cái cô đệ cổ cò cái bụng cổ xẹp như bà Út bỏ xác vì bà già. Khi bà già bà chết rồi, bà 87 tuổi. Còn cái cô đệ này rất là nhỏ, khi cái bụng từ từ xẹp lại bình thường, rồi cổ tu hành được các cái phần này là cái vô hình mới độ cổ. Độ cổ là chỉ mình những người nào thích và có duyên với cổ, chứ không phải là mỗi người mỗi hết. Còn người nào không có duyên thì không độ. Bởi vì các vị La Hán phải xuống đây trực tiếp để độ đời. Mà bây giờ quý vị thờ La Hán mà không có La Hán, ai xưng La Hán đây? Phải có cái hữu hình và cái vô vi. Làm đúng là La Hán, còn không làm đúng là 18 vị ăn cướp. Ăn cướp giết người nó còn giết kìa, chứ đừng nói là độ người. Nên hai cái giai đoạn này cô Hoa không thể phân mà vỗ đệ chánh hay tà. Mà nếu cô Hoa khẳng định trong mạng cộng đồng có tin hay không, thì cô cũng nói khẳng định là trên bộ thiên đã sắp rồi, tuồng xưa kia Phật sắp đã lâu. Bây giờ 39 năm 39 và năm 1849 Đức Phật Thầy Tây An đã ra, năm 39 đã ra các giáo hệ của 13 phái cả Cao Đài, Thích Giáo, Thần Lâm và Thiên Chúa Giáo, sau này có đạo Đức Chúa Trời nghĩa là giáo huấn nữa. Mà con đạo đâu có tin, bởi vì chúng sanh bây giờ nó nằm trong cái lưng lưu trong nhiều đời, nên cái tâm mê nhiều hơn cái tâm giác. Nó thích cái linh nghiệm chứ nó chưa biết cái giác ngộ đại trí, nghĩa là trung trí, tiểu trí. Nên thầy nói quyết dạy trần ăn nói lời thường cho sinh chúng đời nay dễ biết. Nên cái độ thường nhất là phải mượn cái bầu, không phải bà võ đệ đây, quý vị nghe, từ Nam Chí Bắc và tới nước ngoài nữa, nó sẽ có cái 18 cái bầu vậy đó. Nhưng không có ai sanh con hết á. Cái bầu này nếu người sát tin được thì cái bầu nó tự xẹt, chứ không phải giả đâu. Nói cô giả đệ này phì vô được ra, rồi đi hỏi cái bà phụ nữ, cô nói dám đụng thì cô dám chịu. Ở phụ nữ đó hỏi bà này luyện thiên linh rồi là phòng đâu, thử làm như vậy coi có không. Bởi vì bà võ đệ này con dòm đi, bà rất là quê mùa cục kịch. Cái khi nói bây giờ bà được giáo huấn, bà có đạo, chứ khi bà nói nó chắc lét rồi, nó chưa có đi vào một cái thấm thí mà của một cái tổ chức được. Cái tổ chức người đó phải thượng căn thượng trí, mà cái người làm cái tổ chức đó là người đó phải có cái quy lực giữa cái bộ máy chính quyền nhà nước và hiện tại. Đâu có để sờ dơ cho bên này. Là để cho Tấn Dũng nó quay bên này nó nặng, bên kia nó nhà nặng, người tức cộng đồng nó làm khó.
cái khi có tổ chức là có cái sự chỗ dựa, cái chỗ dựa đó giữa cái là người cao, người thấp, người trung bình, người đó phải có thế lực và quyền lực, em hiểu không? Còn thấy bả là người rất là bình thường nên đó là một cơ duyên. Mà nếu một cơ duyên cô qua nói, nếu gần gũi và biết được mà đúng cơ duyên cô qua chưa gặp và chưa tiếp là các em thấy sao không? Vì bả chưa có đủ nhân duyên để cái quả cho bả, cho bả bị nhồi nắng te tua, thì khi đúng cái cơ duyên cô được lệnh thầy thì cô sẽ có một số tiền mua cho bả miếng đất, cất cho bả căn nhà luôn. Thờ trước là thờ Tam Thế Phật thôi, vì bả không có đủ chuẩn nói chuyện cao hơn, tức là A Di Đà, Đức Di Đà, chuyện mở đạo lành, bởi vì ngài thương hết chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta chuyện giải, bên kia là Đại Thế Chí, bên nọ là Quan Thế Âm. Rồi trước hết là sự Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma là người tập theo dịch chân kinh. Cái người muốn trị bệnh bây giờ về phải tập dịch lý, bấm quyệt dịch chân kinh để bả đưa nước về độ chúng sanh. Phải cho một cái người, cái cậu bé đó sẽ về, bả hiểu được vậy, bả làm. Như vậy thì khi mà làm được cái nhân sinh quan mà làm được tốt thì bả là gì? Là một thánh thai, đúng không? Còn bả làm sai, mượn cái chỗ đó bả làm tiền, làm bạc, làm quấy là bả gì? Là quỷ thai, là được quỷ sát. Chứ mấy em khỏi lo. Bởi vì cái thời này là đều là một cái nhân duyên của Phật giáo và của tất cả các cái chân linh của Phật Thánh Thần Tiên hết, lâm phạm hết, cả cô qua nữa. Làm đúng thì ở trên hộ thì nó để sẽ được hưng thịnh, mà làm sai thì tự ân trên rút thẻ thì các em là không được, mình sát dần bỏ luôn nữa. Bây giờ cái tâm linh không biết bao nhiêu, mà cô nói thật, có hai điều kiện mà quý vị về. Một là theo mẫu là theo đi Tây Ninh, hai là Tây An là theo thầy. Giữ hội Long Hoa là giữ được sát, còn các em theo bên Phật mà đi để cầu giải thoát thì mấy em được bỏ sát. Là tại sao? Vì các cái khi em đắc đạo cái hội Long Hoa đã sàng lọc rồi thì Đức tiếp dẫn với Đức A Di Đà phải rước cái linh hồn em để về bên kia biển ngạn, thì cái xác này em giữ không? Xác này xác trần mà. Có đôi khi em nghèo em ăn chay niệm Phật chứ thật sự không có cái nhà ở nữa, mà ngày em đắc đạo em mới trở về, em mới mượn được cái xác. Con cứ nhìn vào có, nên thầy nói đến việc trăm quan còn hiện đủ, huống hồ xác thể có còn cần chi. Như vậy thì đời Đinh Lê Lý Trần Nguyễn bây giờ trăm quan ta trở lại, mà người á, nghĩa là có gì, có em là có trí rồi phải không, thì em học em mới có tài, có tài em mới có tâm, có tâm em giữ lòng thanh tịnh mới có đức. Ngoài làm các điều lành là công, trong việc làm giữ lòng thanh tịnh là đức. Thì khi có đức thì em có cái giác quan thứ sáu là cái tầm, đó là cái chân linh của em, nên cho hồn linh cai quản châu thân, đó là trí huệ Bát Nhã Ba La Mật. Mà cô qua thường giải là cái trứng gà được ấp thành con gà là có pháp. Như vậy thì cái suối ngà nguồn của Phật pháp là nó tự có. Còn bây giờ học nói pháp tức là nhắc pháp, chứ chưa thành Bồ Tát, chưa thành A La Hán, không ai có cái chuẩn mà nói pháp hay sâu căn kiếp trước kiếp sau, đều là đi vào ngoại pháp và tà pháp. Mà cô qua đấy có là tại sao? Cái phần này nó thấp quá, nó muốn nói cái căn, nói cho cái gì, cái cô qua cho bài thơ nè, cô nói ngoại pháp cho em nghe nghe. Lại giống như thôi cô này đi. Cái bắt đầu em là tên gì? Tên Kim Mùi. Họ? Hậu Nguyễn. Nè, cô cho ngoại pháp cho em nghe nè. Hôm mà nay mùng 7 tháng 2 điện quan cô dám cho một bài văn thơ, nói qua từ nãy tới giờ những cuộc tình cờ thi phú vô di. Nguyễn Kim có lệnh quyền gì, quan ngài mà mượn thể vậy thì cô dân trước là lặp lại cái đời tân, sau là sửa lại người dân khi dốt nghèo. Mượn cái xác rồi mình dạy đạo, dốt quá nó làm tầm bậy, mà cái mà tội lỗi nhất là cái ngu. Mình đưa cho con người ngu tới cái khôn, bỏ số tối thành sáng, bỏ dạy thành khôn. Như vậy là người dân đối nghèo. Như vậy thì em á, là sát nữ mà hồn nam, chư quan chư vị nó đối nghèo. Thầy truyền kinh giáo mà học theo, thì dân tàn tập qua đèo chuông ở gai trước thì niệm Phật ăn chay làm hiền bồ thí mà thảo ngay hay dình gánh rồi niệm Phật xem kinh cùng anh mà em để gì tình giao qua có ngữ nói giảng có kẻ hát ca miễn sao mà trừ được ngoại ma cái trong lòng
lập đời thiên mệnh là nhà rồng, tức là thiên mệnh là con ông trời là nhà rồng đó. Còn tạo nhân mà thiện mỹ ba người tổng đại tiên, ông trời ông xuống là ông lập cái đời thánh đức, ông tạo quân quỷ rồi đảm quỷ thành quỷ, hay những cái người hồi xưa đó là đại quý trung quý thiếu tá thiếu tướng đều là đều có hội nhà trời hết. Cái nhà trời này qua rồi thì bây giờ nó không còn cái lập lại một cái chế độ của cộng hòa hay cái chế độ của cộng sản nữa, mà cái thời tới nó lập cái gì em biết không? Thời tới dân chủ của Việt Nam, con rồng cháu tiên đó, nó mới gom lại, nghĩa là bên này bên kia nó không còn một chế độ, nó trở về một quốc độ phụng sự. Nên thầy nói trong bài thơ hướng về phụng sự cho nhân loại mới gặp tình ta trong khối yêu, một khối tình, nó không còn một mối tình nữa. Nên nghĩa là rồi ngài nói câu tiệc không công đức tiết chi tiền lịch sự xưa nay sự sạch biên. Nói gì Đức Ca, Thích Ca đó, mình vàng thế tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước phế liền, xem đó người đời nó lạc chi. Đây con tu hành gắng nhớ giữ cho nguyên đó. Thì em thấy những cái bài thơ rất đơn sơ của Đức Quỳnh Giáo Chủ mà ngài nói hàm túc trong cái thời Thượng Quân Thánh Đức, và nói tất cả các cơ căn của người trời, của người thế gian và cái người của nhân sinh qua. Mà cái bài nó mình nó ham tiền có người khôn, người tham đi kiếm sắc khắp nơi, của Phật của trời mất một xu. Tức là cái người tham á, họ kiếm tiền kiếm bạc đủ thứ, mà của Phật trời một xu cũng mất nữa, để dành cho người có trách nhiệm, người có sứ mạng. Bởi vì lo lập cái kỳ này là tài chính quốc tế, mình lấy tài chính mình mới đè được thế giới. Chứ nước Việt Nam mình giống như cái chai vậy nè, mà tất cả các nước thế giới mình chưa bằng một tiểu bang nữa, bằng một cái biển, mình làm gì đây? Nên chỉ có đạo đức và tư cách, phong cách của con người, nên gọi là vô vi. Mà khi vô vi tụ hợp vào cái vùng An Giang của kỳ 3, tức là nhất kỳ là mình có Bắc kỳ nè, Trung kỳ nó, Nam kỳ tức là kỳ 3. Kỳ 3 phải mở ở miền Tây chứ không mở được cái miền Bắc, miền Trung. Dầu các vị ở đó, dầu có quyền vũ hay tướng nào cũng phải trở về miền Nam mới lập được cái hội Long Hoa Thánh Đức này. Bởi vì kỳ 3 nên Đức Bổn Sư mới lập lại lừa mượn cái ngôi ba chúc làm lìa là ba là kỳ 3, chúc là chúc phúc, nghĩa là cho nhân sinh, cho đồng bào là hạnh phúc, là an vui, là thanh lạc. Nên ngài mượn cái núi tượng là Liên Hoa Sơn, còn cái núi nước là Thủy Đài Sơn. Nên đó là cái long mạch mà ngài phải giữ, nghĩa là từ Liên Hoa Sơn muốn tu thành Phật phải giữ đất nước. Đất nước được giàu mạnh, con người được trí tuệ thì mới tu được, mới đắc đạo. Chứ bây giờ đất nước nghèo đói, dân ngu muội đưa vào một cái chỗ là làm tôi mọi cho thế giới, không bao giờ làm được quân chủ hay thánh chủ đó. Thì cô qua sẽ không nói một người nào sẽ ra đời, vì chuyện thần thường là trời đất ít ai biết được, lậu thiên cơ mách trước phạm quy chi âm xưa có tử kỳ, nghĩa là bá nha đàn khởi cung gì cũng thông. Cô có nói được mà nói từ tử kỳ nói với bá nha chứ không thể nói được, phải không? Như vậy thì cái chuyện của đất nước mình tạm như là biết chính trị, không bao giờ động tới chính trị, vì chính trị có người nhà nước lo, quân quỹ có quân quỹ lo, nghĩa là thế giới có thế giới lo, tài chính của quốc tế có quốc tế lo. Bây giờ cái mà cô phải lo là em phải đầy đủ tâm đức trí tuệ để tránh cái trận đại dịch này đây. Đại dịch là vừa cái sinh học của tên lửa của trận thứ ba của tinh khí cầu từ Âu Châu tới Á Châu, Phi Châu, Úc Châu, Mỹ Châu đều có bị đảo lộn. Tức là nghĩa là nói một câu mà có một số ông đạo nói cô qua không nhất trí, của nó là trong cái là tam châu hữu nhạn lệ nhỏ xa thập bát chư quan động can qua mẹ mã đề vương cước anh hồng tặng thân dậu lai niên á, là dụng thái bình á. Nên thầy nói xuống trần lão dụng khiến ca nói cho nam nữ nhà nhà gắn tu. Nên ông thầy ổng xuống ổng phải mượn những cái nhân sinh quan đây là có căn với thầy, có tin thầy, rồi mượn lời ca tiếng hát văn chương để nghĩa là nhắc nhở để trợ trưởng. Nên ông mẹ gà con vịt chắc chiêu, có phải không? Mẹ gà là nói về mẫu, nên cái đạo mẫu được ra 2012, mà Đức Quỳnh Giáo Chủ thầy nói nghĩa là thầy lạc tới không ai dìu dắt, không ai dẫn dắt như vịt con dìu dắt nhờ gà. Như vậy thì cái đạo mẫu ra rất nhiều, thì mấy em cái căn này nghĩa là nhiều lớn gì cũng bên mẫu hết, mà đều được xác định của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Như vậy thì bà Võ Đệ bây giờ phân bả chánh hay tà, người nào nói chánh cũng sai, người nào nói tà không đúng. Chánh tà là tay trắng tay đen là do bả, giống như tề thiên thiệt và tề tiên giả vậy. Chỉ có Như Lai mới biết,
làm được hay không. Cô nói nếu mà bà làm đúng là trong các vị La Hán Lâm Phật để mà độ chúng sinh, nhưng không có sanh thành đứa bé nữa. Nếu sanh có đứa bé thì kể như là chúng sanh nhộn nhạo đeo theo tu, làm theo cái tướng không là nó sẽ mất cái chánh pháp, mà bà sẽ là được sinh ra rồi là cái bầu nó được xịp, rồi bà sẽ trở lại tu là một người giống như bà Kim Hoa, mẹ của Dương Tiễn vậy. Hồi xưa bà bị đài xuống là Lầu Xanh, nhưng sau bà trở về bà quýnh trần giặc khổ ma này của Ma Dương, bà thắng. Nên bây giờ tà chánh chúng ta không có quyết định, và nói với cộng đồng mạng tin ai ăn mấy no, ai còn ai ấm, mình thấy có duyên nào làm duyên nấy. Thì còn có bà võ đệ này không nghĩ bà tà hay chánh hay tà gì, thấy bà nghèo mình cho một chút thiện tài để cho bà yên thân, bà lo tu giống như Đức Quỳnh Giáo Chủ khi ra mở đạo thâu lâm thành nguyên, nghĩa là Nguyễn Giác Ngộ, Trần Nhân Sái và Lê Quang Vinh. Thâu tài, tài là tài dưới dần không dưới dần, yeah, người bác thì thâu 10 kg biểu diễn. Thì quý vị cứ làm vậy đi, thì quý vị đúng sai gì có ông trời biết là đủ rồi. Còn quý vị đừng có nghĩ bà võ đệ này bà mang một thánh thai rồi đem tiền cung phụng là quý vị mê tín, mà quý vị bôi bác nói bà là một tà kiến tà thai mấy quý vị xôn xao, thì chuyện người chớ móc chớ môi, hãy đem gương thiện mà soi lấy mình. Còn quý vị hỏi ở gần đó ở xa thì mến đức ân làm cho người gần ganh ghét ganh ghi, quý vị hở coi qua ở đây 20 năm nhưng người ở đây có ai người ta nói mình còn hơn cái đống gách nữa, vì ta thấy mình đi đứng cũng như ai, cũng ăn cũng xài, đâu có ai kim phục mình. Nhưng thầy nói ở xa thì mến đức ân làm cho người gần ganh ghét ganh ghi. Như vậy thì quý vị tin vào cái cảm của quý vị trong cái giác quan thứ 6 và thứ 7, thứ 8. Chứ quý vị đừng có tin cái ngoại hình ở bên ngoài. Ghét nhau nước đục cũng thương nhau, nước đục cũng trong, ghét nhau thì nước giữa dòng cũng nhờ, đúng không? Như vậy thì nếu quý vị có thiện tài muốn giúp bà võ đệ này dưới cái tình thương là bà nghèo, bà giúp mình khá, mình chia sẻ bà giống như người chị, người em, cho nghĩa là một ít thiện tài để cho bà sống tốt và làm tốt. Còn người nào không thích đừng cho, thì chúng ta hãy cho một sự bình yên. Và trong lưu tức của mấy em, cô nghe cái lưu tức của thằng bé bé gì đó, nó nói càng tào lao nữa. Nó nói sao bà võ đệ bá mang 7 năm mà hồi đó không quay. Cái lục của thiên nó tới 2017 mới cho một số thôi, tới 2019 lưu tức mới lan rộng thôi, thì 14 có ai đâu mà quay. Cô hồi trước độ bệnh nhà tan khách đó, nó đông gấp 3 lần như vậy nè, nhưng mà không có quay. Đó, còn thì bây giờ cái thời nghĩa là lập thánh rồi, cái lời thời của tiên nhân, cái hội phong người, nên quý vị ở am đâu cùng cốc lên ông ứng bệ nhập, có người lên thấy cái mặt mày thì thấy cái tướng là thấy nó tệ ơi là tệ, mà mấy lưu túp nó cũng quay là một bực một lão gì nó ăn lưu túp bơ như mấy em là lấy đồng tiền like, chứ như mấy em phải làm có đạo đức mà lưu túp các em không bị lưu. Mấy em coi cái người đó có đúng không, cái bực đó bực thánh mà nổi cái mặt với cái chỗ ở còn không có đi ngồi. Nếu mà nói bậc ca tu ở cái gốc bồ đề thì người đó là Đức Phật, là thể có gì, có ánh sáng của hào quang. Còn mình dòm cái người đó tu, ổng có ông nào ông đạo vô nghĩa địa để nhận chán bệnh, ổng là người làm chủ cái cõi dưới, ổng lên ổng làm chủ các cái âm hồn đó, ổng lên ổng quá giải để ổng độ một số nghĩa địa đó, ổng đi chỗ khác cũng không được, chứ chưa chắc ổng biết kinh thiên cái gì mà soi bà võ đệ. Cái chuyện đó cô dám nói, nếu một ngày nào ổng lại đây cô sẽ trả lời. Bởi vì ổng là người ở cõi dưới để cai quản một số dân nghĩa địa đó, rồi cũng giống như Phương Hằng là bả là chiến thần để bả môi móc người ta rất là ghét bả, nhưng mà bả là một chiến thần vậy để là bả đánh phá những cái người không thật để những người sau còn đứng vững. Đó là cái chuyện của bả, mình cũng nghĩa là thích thì nói, không thích thì thôi, cũng không nên can dự. Còn một số thật sự là cô Hoa không đụng chạm với ai, mình ta cũng nói cô Hoa là cái loại này loại kia, cô Hoa cũng không quan tâm. Thương nhau nước được cũng trong, ghét nhau thì nước cũng dòng. Thầy nói nè, nghĩa là trong cái bài mà thầy nói là chốn âm ti ngu đầu mãi diện đợi chờ ngày tới số bậc hồn, nó nay ngu khờ lén lỗi thương thôn ngày đắc đạo tiếng đồn bốn bể đứng anh hùng dựng nên thầy thế sái chi lại trùng dế nhỏ nhen. Yeah. Con trùng con dế nó biết cái chuyện ở dưới đất, nó cào lên nó ăn đất mà sống, mà coi giữa con ngỗng với con công nó tương đối với nhau. Con ngỗng nó chỉ biết lụm lúa thôi, nó cũng ăn chay đó, nhưng mà con công nó ăn hoa quả được nè, nó ăn lúa được, nó ăn đủ cái thực vật ở trên, nó cũng là lại thượng cầm, nó cao hết. Con khỉ á, nó ăn suốt đời nó đâu có ăn mặn được đâu, nhưng mà nó vẫn mang lông nửa sừng gì, nó nhăn nhó, nó nghĩ nó ăn á, là cái đồ chay thì được. Không phải cái CHA chay chay là ở ngoài, mà TLR chay chay là cái tâm mình có đức, có tính, có chay lòng, có lòng từ bi yêu thương và không móc môi chuyện người khác. Mình gặp người đó quấy thiệt
Nhưng mà mình muốn độ người đó phải dùng cái tình thương, trước hết là cho nó tiền để nó cảm mình, sau mới dùng tình thương khuyên nó đứng vào một chỗ. Bây giờ nó không tu gì trơn mà nó lỡ nhận tiền mình, nó chờ gặp bà ba quản lý là bà cho tiền mà mình nói sai bà dặn thôi, giờ không có tu hành cho gặp bà cũng thốt nhang ăn chay rồi lại cuốc cuốc để cho bà thấy bà tin. Nhưng mà bảo đảm với các em, người ta mới bằng đầu tu giả vậy mà khi em chắp tay lại thì em niệm Phật là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, tức là cái hoa tâm em nó nở. Thì ở trong cái hoa tâm nở là lòng từ bi sánh thể ngọc ngà trong các báo có bị tánh thiện. Em có mang một chúng tánh thiện thì ở trên Quan Thế Âm Bồ Tát phóng quang độ em liền. Nên chỗ nào cũng có Quan Âm hết. Cái có người nào cũng thờ Quan Âm, cái tưởng mình là Quan Âm lên sân. Ở đây rất là nhiều Quan Âm mà lên ca gì đây. Con là Quan Âm, người lại với tài vẫn vàng biết sao, hầu Quan Âm. Chứ Quan Âm là hương sức trình sanh tạo nghiệp yên, bả chỉ mượn, ông chẳng trình mượn cái đầu bà Quan Âm, bả nói cho toàn thế giới được yên ổn và biết sửa mình tu thân. Là vừa cái gỡ là có thiên lệnh, vừa có trung lệnh và có cái hạ căn là quy hết những cái là yêu tà, giống như vậy. Như vậy thì tất cả ngũ hành bà còn nội tổ ngoại tà đó, bà chú xứ cũng vậy. Nên thời này cô qua ít có về để bà chú xứ mượn xác để về, vì bà ngồi trong bà tổ mà ra chứng thần là bà bắt giặc, vì bà còn ngoại tà. Như vậy thì thời ma quỷ nó cũng có, nên nay cô được khẳng định cho các em khỏi với mặt cộng đồng khỏi có phải thắc mắc lo lắng nữa. Và mình sống sao có bốn tốt mà cô đang nói, tiên truyền tốt nè, làm ăn tốt nè, rồi là thương yêu giùm bấp chia sẻ, sống cái tốt với nhau. Và cái tốt chết bản thân là mình sống thật với mình, đặt cái đó mới thật tốt. Có đôi khi ở ngoài người ta tới cho mình sống, ôi thôi mình làm quá trời được cái chuyện tốt mà trong lòng mình nghĩ thằng xin tầm bậy tầm bạ không à. Chính mình không thật với mình thì ai thật với mình đây đó, thì đó sẽ có cái nghiệp báo. Như cô qua cũng thường nói, trước hết là có ác khí nè, rồi có quả khí nè, rồi có nghiệp khí nè, rồi có ân khí mới có thanh khí. Cái nghiệp khí là biết sao, cái bà đó đâu nghèo không biết đi lang thang, cái tự nhiên nói chuyện vài ba tiếng thương cái đem về nhà cho mượn tiền hay nuôi cho đã, cái nó quất mình số tiền số dạng cái nó đi, cái ngồi tức nghỉ tu mà không nhận được cái nghiệp khí thì mình ôm cái tức do cái nghiệp nó đến với mình. Mình phải biết là bây giờ mình thiếu người đó mình trả tới đó hết rồi là an vui. Cái có một cái cô vợ cô thương lắm hồi trước, giờ vợ chồng ăn ở rất là hòa thuận thương yêu giống như cái em vậy. Cái tình cờ là ở trên muốn giao em một sức mạnh lớn thì phải thử em rồi, coi em còn mến sắc, mến tiền, mến danh lợi không. Cái vợ tự nhiên cái nó quen người khác, cái nó đi cứng cứng, cái nó kết bè kết bạn, cái nó quen, cái nó nói ông làm không có tiền, tôi ông chia tay đi. Cái nó đi ký cái giấy ly dị cái cốc, lấy hết tài sản đuổi ra mình không à, nếu em không nhận em là được cái sứ mạng thiêng liêng của trời đất để phụng sự cho nhân loại thì em sẽ buồn đó. Nhưng mà em phụng sự gia đình là một mối tình, đưa em tới trắng tay đi lang thang phụng sự cho khối tình, nên sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Em không muốn gặp đức thầy em cũng gặp nó, vì em hành đạo giống thầy nên các bậc thánh châu lưu và các nước nghèo thầy nhang bầu nước đai cơm, tuy nghèo hèn mà được danh thơm hơn phú quý ngồi ôm bả lợi. Còn khi mà em đắc pháp rồi dễ ọt à, cô muốn ca bản nhạc cũng dễ mà văn em phải nghe nè. Nay góp mặt góp lời đạo đức tinh nghiêm, lũ tập đi tìm đời là Phật tiên thánh nhân chỗ mặt, phải xa lục tặc tránh khỏi âm ma theo đạo Thích Ca. Đó là cô cần đó không, mình tránh được rồi thì em ca được rồi, em muốn ca vẫn bùi cũng được. Cái làm cô đóng vai mẹ nè cho con nghe, bởi vì khi mà mình ngộ pháp rồi nó một suối nguồn, nên cái gì văn chương cũng có, giống như nghệ sĩ ưu tú nó sẽ khác khác được đủ bản. Nhưng mà nghệ sĩ chưa có được nâng cấp là mà kép đập hoặc kép mùi nó đóng không có ăn khách, đúng không? Giọng phải trầm, phải ngâm, phải có một sự quyến. Thì ở trên không lẽ mẫu không cho đàn tiên xuống, bây giờ hạ căn không xuống nó hát ca. Bây giờ cô mua cái thùng keo kéo kìa, nó lợi nguyên một đám mà giờ cô nói chánh pháp nó đâu có hiểu đâu. Cô đưa cái thùng keo kéo cái cô thấy mình tứ phủ, cô cho hát kèo mà cô vẫn hát kèo được nè. Cô hát kèo bài kèo cô nghe. Quyến đệ ơi thiên đình vận chiêm đệ kỷ, này lửa tiên linh căn không ngư dạy dỗ phiền găng, tự nhiên giác ngộ tu bằng hơn xưa. Ô tang tình tang có đứng đít nặng chạy được mà người dạng lắm trẻ nho mũi vừa dự già, không ưa ăn thịt cà mơ kỳ
đó là sự kiện quyền di của chân tiên Phật khai kỳ long hoa. Ô tang tình tang tình, ô tang tình tang, cũng như một số mặt phàm tục xem qua đâu rõ, đang tu hành khổ khó lại buông, Phật tiên chi xiết đau buồn, chỗ ngồi chữa lớp tuồng chữa mạng sao buông chỗ ngồi. Ăn chay đáng mằng tu lại cúng vậy mà tiền bạc công ty gì đó mà mằng ta không trả tới mằng hồn nó không trả tiền đó, nên bỏ tu gặn bền chỉ đến hồi kết cuộc vợ tồn vướng gốc gột ra sao, phần tiên phân định thế nào mới là không cuộc công lao bày chay. Tổ tán tình góc chưa tới đừng quay trở lại, bảo làm sao mà hãy đạo tiến mời tu mà muốn được thiện, nếu không như ý bỏ liền không tu. Ô tang tình tang tình, đức Phật tổ mấy thu khô hạnh, sao năm ngồi đổi lạnh bao ngày, mới là đắc quả Như Lai chứ đâu tu niệm sơ sài như ta. Ô tang tình tang, dùng trái lạc điểm ra đôi thảm, không thấy gì ngạo ngán bỏ liền. Có người giữ được lâu niên ăn mấy chục năm mà tâm trần tục vĩnh liền bờ mê, hành như vậy đấu về cõi Phật, xét việc làm thì chập vãng kinh, từ phe ai chẳng bằng mình nghe người sàng suốt thông minh chê tà. Trong mấy ông Phật giáo thần tí hay mọi người bên Tín Độ không hiểu trơn, thầy nói là từ đây tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dân trần không xiết, thấy ai lên người xuống là nói ma rồi, thầy không có cho lên xuống bóng đồng. Bóng đồng là sao, là bóng đồng hả, thành ra một cái nghĩa là thông minh chê tà. Rồi cái nói nè, hành chỗ đúng như ta mà chúng không giống mình điều cũng là sai, chê gần đạo gặp đạo lai, tu hành như vậy là sai chân truyền. Thầy cụ thế đâu riêng sắc tộc, đồng lõi chung một gốc nhân sanh, tu đâu mà họ được thành, đó là không công lao tổ thầy. Mà tu ở nước nào cũng được, mà tu thành đạo là ông thầy ông mừng, nên trao thân phận gạn danh thiếu đỡ hữu để thỏa dạ thầy nơi chốn mây gồng, phải không? Nên ở tu ở góc độ nào đạo nào cũng được, nếu mình thì tu đúng là được. Còn á, có người ăn chay rồi chấp rồi chê rằng đạo gặt đạo lai, nó vô thấy đạo hòa hảo thờ, nghĩa là đức thầy cái thờ thêm cậu hai thanh sĩ, thờ thêm bà chúa là nói đạo lai rồi. Bây giờ cái đạo này là đạo vô vi, đạo vô vi của lão ông cần nói theo Chí Thích Ca từ ngày trước, nghĩa là y kinh giảng nghĩa từ Tam Thế Phật Quang, có đúng không? Mà lìa kinh mà nói thì đồng ma giới, không có nói theo kinh, không nói theo sự dạy dỗ của các bậc tiền nhân đắc đạo thì chúng ta nói vào ngoại ma. Như vậy thì hôm nay cô cũng kết cho các em một cái lưu tích thôi, nghĩa là việc của bà Võ Đệ, bà không có sanh được con đâu, mà sanh ra con á mà được cậu trẻ đó, có người á, cái thế gian mình nói là vua chúa thánh thần trời Phật từ lưu hết nói trái, nhưng mà bà sẽ có hai vị thiệp, một vị là ác thần, một vị là Bồ Tát. Vì cái Bồ Tát khi bà tu nó thuộc về A-la-hán, khi bà không tu là nó 18 vị ăn cướp hồi xưa đó, giết người không thấy tai. Như vậy thì yêu cầu bà tu tốt nè, nói tốt, làm tốt, thì bà là có một việc kỳ lạ để cho bà tu, bà thành chánh quả, phải không? Còn nếu mà bà làm sai thì ở trên từ theo cái góc độ đó mà việc bên an ninh, bên chính quyền, bên nhà nước ta sẽ thò tay vô, ta làm. Đó. Như vậy thì mình có mắt mới gì mà phải nói. Vì cái em quay YouTube này và cái chuyện làm mà nổi cộm như vậy là bên an ninh, bên cục an ninh nó theo hết rồi, không tới mấy em đâu. Mấy em là cái người phụ trợ thôi. Còn cái cục an ninh là người ta giữ cái mạng lưới an ninh của cái thời này đó, là cái cục an ninh người ta theo rất là kỹ. Mà không phải một cục đâu, mà từ cục của Bộ, cục của Ngoại quốc nữa, và một cục của Đàm Anh mình nữa, nó theo từ lưa hết, nên nói bậy là chết. Nên nó thầy nói nè, muốn im mờm lặng như tờ, thiên cơ dĩ định chờ giờ Phật phân. Chỉ có ông Phật á, thầy tổ mình mới phân được. Còn mình chỉ nói, cô Hoa nói thầy sự rất nhiều, thiên cơ rất nhiều, nhưng cô Hoa không nói lời, đúng không? Nói để cho chúng sanh hành. Như vậy thì cô Hoa cho một cái bài giống như tạm một cái lời điển, nhưng không biết điển của ai đây, cô Hoa cũng chưa biết trên cái đầu. Thôi thì điển cậu hai thanh sĩ đi, tại cậu hai muốn nói, nói giữa bài Võ Đệ. Thế gian biết được chánh tà, gan tù mình mẫn lòng qua được dạ.
vào. Đạo là dạo chỗ tối cao, chớ đâu nói chuyện ồn ào như nam. Ngự tu niệm Phật ăn chay, một là bồ thí thiện tài giúp nhân, đó là đời sống tinh tâm để cho thế sự nhân dân được nhàn. Muốn theo được âm đạo vàng thì người phải biết nhãn toàn tự do. Nói linh thì mẫu đã cho, thiên là các vị đã lo việc này. Không quên đệ tử đức thầy, dầu cho ở nước đó đầy xa ngàn, hướng về một anh Phật quang thì người mới biết đạo vàng ra sao. Mới tu như sen ở chậu ao, tu rồi chứng đắc đủ màu liên hoa. Khắp trong thế giới ta bà, nơi nào cũng có Thích Ca rồi chuyện. Cậu về mượn xác chung liên, để lo cải tổ hoàng nguyên hội này. Không quên đệ tử của thầy, để làm bổn sợ bổn phận không này nọ đâu. Có người không chịu câu mâu, có người nói phát thiệt cầu dai đa, nên buồn cộng mượn thơ ca, mượn văn hiển đạo làm quà để trao. Đông kinh thờ gửi giường bao, luận ngữ chỉ gõ trước sau hoàn toàn. Nếu ai về ánh đạo vàng, coi lời phiên nhủ mở hoàng chăng nào. Bây giờ tranh thấp tranh cao, chỗ nào cũng giao chỗ nào cũng tranh. Có ông tiên trưởng Ngọc Thanh, vậy mà chỉ giao mới lập thành nội quy. Còn cậu ở đây nhận lệnh phải đi Đồng Kinh đến đó tụ trì giao thơ, để rồi nói gõ bạn cơ, đúng ngày đúng tháng đúng giờ mới tái lai. Thế thường thường gọi cậu hai, sĩ là học biết chớ tài chi hơn. Thầy còn xưng hiệu Ba Lơn, cậu đây đâu dám nói hơn lời thầy. Văn thơ chẳng nói nọ này, ai ngờ trí thức nghe đây để lòng. Phật thì giảng pháp vốn không, thanh thì phải biết mê trong với ngoài. Mấy câu cổ khư sanh lai, nếu chồng lù tấp ngày nay đã rồi. Xem thơ giao ly xét coi, tu học đã rồi văn thiết bao năm. Phật thầy chỉ dụng chữ tâm, thanh nhân chữ đức không lầm lạc đâu. Cậu về dẫn được hai trâu, thì trong giáo phái mới nhiệm màu hiển ra. Đến đây gần hội Long Hoa, lập hội chương tà lợi lẽ khiêm tuân. Thơ thì đôi tiếng tạm ngừng, tặng cho lưu tấp chuyện mừng ngày sau. Dầu cho ở phái tông nào, nếu tâm thanh tịnh dự vào Long Hoa thân trần, được sạch nhẹ ra không đau không bệnh nhiễm mà cô na. Còn ai nói chuyện hay là tâm thì không có Phật làm ra chuyện đời. Thì trong lực của nhà trời, xử ngự bất chánh xử đời vô liêm. Đến đây không dám nói thêm, chỉ cho quý vị trái tim hảo hòa. Lời thơ trở lại chương tà, cậu hai rút điển về nhà thanh tiên. Tạm chào quý vị đồng nam và tất cả quý vị hết. Nghĩa là bây giờ chỉ lựa trái tim thôi, còn quý vị nào tinh tấn tu hành thì bước cao hơn nữa, cậu dâng lệnh thầy, cậu thầy giảng, cậu giải nên luận ngữ nè, rồi hiển đạo nè, rồi thơ Đông Kinh nè, rồi trong 17 quyển thơ mà cậu để lại trong Mẹ Nấu Con của gần tháng 10 thì nó rất là sâu xa. Còn hỏi cậu còn không?
Nếu còn thì ai thấy cậu? Nó mất, ai biết được cậu mất vợ nào? Như vậy thì nghĩa là cậu còn là trong trái tim một con người yêu thương, cậu mất là trong trái tim không có yêu thương. Như vậy cô xin tặng chào. Và tức hết lần trên mạng cộng đồng ngoài quốc nội, quốc ngoại, và tưởng như là anh em thượng trí thức, trung trí thức, hạ trí lưu, và tất cả các cơ căn của các phần từ góc độ. Cậu mong làm sao phải gắn kết yêu thương, tình người với nhau có là được rồi. Còn những cái khác, chuyện trời trời lo, chuyện thánh thánh lo, chuyện Phật Phật lo, chuyện của Chúa Minh Hoàng lo. Cái câu mà Minh Hoàng chưa ngự đài mây thì trong bá tánh còn dày dặn chân. Quý vị phải tu đầy đủ phúc báo, từ đủ cái linh hiển từ đủ hết thì mới có đài mây, mới có ngày. Còn quý vị không tu thì hết thời này quý vị ra đi một đời nữa cũng không được gì. Vậy thì cậu xin chào hết. Trước hết là xin thân thương một cái lời chào nhân ái, và cậu cũng xin lỗi hết tất cả những cái là trên Phật giáo thần tí và những người triết học khoa học và tất cả các ban ngành, cho cậu một lời xin là yêu thương và tha thứ thì sẽ gặp nhau, dầu cho cách dở xa ngàn, ai người tâm đạo đừng con phụ thầy, hay là dầu cho cách nghĩa là dở xa xôi, ngắn cùng bổn đạo không như tất lòng. Nên thầy rất là thương, rồi dầu cho cách dở thông ương, dạng dân nhớ chữ hiền lương mà làm. Hiền lương là trí tuệ.